Hello mọi người, mình mới vừa ngủ dậy và cái con tai nghe mà mình đeo khi mà mình ngủ đó là con Bose Sleep Buds. Thì đây là một cái sản phẩm của Bose dành cho những nhân tạo ra để phục vụ cho những người nào bị chứng khó ngủ ban đêm. Đeo cái này thì nó rất là thoải mái nha mọi người ha, các bạn có thể thấy là mình nằm qua bên này mà nó không hề bị cấn vì nó nằm khá là sâu vào cái luồng nhĩ của mình, nó fit vừa đối luồng nhĩ với lại luồng nhĩ luôn, nên là khi mà mình nằm như thế này nó không hề bị cấn luôn và nó rất là dễ chịu. Cái điều đầu tiên á mà mình muốn nói với các bạn đó là cái mình rất là thích cái con Bose này ở cái design và cái comfortability, có nghĩa là cái độ thoải mái của nó khi mà đeo. Thì lúc nãy mình có nói rồi đúng không, thì bây giờ cái thứ hai nữa mình thích nó là cái travel case của nó. Các bạn có thấy là cái con này nó trượt một tay, cái hộp của nó rất là đẹp, trượt một tay nhẹ nhàng thoải mái. Ước gì là mấy cái tai nghe True Wireless trên thị trường nó cũng có được cái cục sạc giống như thế này thì đã biết bao nhiêu luôn á. Rồi cái con này thì nó tạo ra, Bose họ tạo ra cái con này để dành cho những cái người mà bị chứng mất ngủ, khó ngủ và bị dễ bị hay bị trằn trọc ban đêm á. Thì cái con này nó không có nghe nhạc được đâu. Mọi người nhìn mình đeo vậy nhưng thực ra là mình không nghe nhạc. Trên cái app của Bose thì nó sẽ có những cái đoạn track, trong những cái đoạn track đó nó sẽ thu âm một số cái tiếng như là tiếng nước chảy nè, tiếng mưa rơi nè, tiếng sóng vỗ rì rào nè, tiếng máy bay bay nè, rồi tiếng tù và cái gì đó. Nói chung là hiện giờ thì nó rất là hạn chế, nhưng mà Bose nói là họ sẽ cập nhật thêm trong cái thời gian trong tương lai. Và cái con Sleep Buds này nè, nó cái volume của nó hoàn toàn nó không phụ thuộc vào trong cái volume của điện thoại của chúng ta, mà nó có một cái volume riêng, và khi mà kết nối thì nó không kết nối qua Bluetooth luôn, nó có một cái app riêng của nó, và cái app đó nó sẽ tự động nó tìm thấy cái con Sleep Buds này để đó mà nó kết nối. Thì nó sẽ có cái âm lượng ở dưới, cái đường âm lượng ở dưới, thì cái đường âm lượng đó các bạn sẽ chỉnh, mà theo recommend của Bose thì họ sẽ kêu các bạn là các bạn chạy từ âm lượng thấp nhất cho tới cái cây ở trên cái mức âm lượng đó, có nghĩa là nó sẽ dao động từ thấp nhất cho tới cái cây đó thôi. Nếu các bạn mở lên thì chắc là lúc đó các bạn không phải dễ ngủ đâu mà nó thành khó ngủ vì lúc đó nó hơi to tiếng. Cái giá cho cái con Bose Sleep Buds này khá là cao, nó khoảng $250. Và với $250 đó các bạn sẽ có được một con tai nghe sử dụng một driver BA với cái chức năng là chỉ phát ra một cái tiếng động để giúp các bạn dễ ngủ thôi. Rồi, mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi.